Chắc hẳn là các bạn cũng đã nhiều khi đặt cho mình những câu hỏi là ngày mai chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, xem gì hay thậm chí là chơi gì đúng không nào? Và trong cuộc hành trình đến với Đan Mền Bay Nha Trang thì chắc chắn là ngoài những câu hỏi đó ra, bạn cũng sẽ quan tâm đến những vấn đề khác như là ngày mai chúng ta sẽ có hoạt động gì hay là chúng ta sẽ phải làm gì được không nào? Vậy thì chương trình What's Next ngày hôm nay sẽ giúp các bạn giải đáp những thắc mắc đó. Và bây giờ thì hãy theo chân Mạnh Dũng để cùng tìm nhân vật giúp các bạn có thể biết rõ về điều đó hơn nhé. Đi nào. Đây rồi, trước màn hình LED. 20 năm Viettravel đây rồi. Rõ ràng là anh hẹn mình ở đây mà sao không thấy nhỉ? Anh ơi, anh gì ơi, cho em hỏi một chút xíu là anh có biết anh Võ Tấn Huy và phụ trách tiểu ban nội dung ở đâu không ạ? Có việc gì không em? Thực ra là hôm nay em có rất là nhiều việc muốn hỏi anh ý, mà không biết anh ở đâu. Tôi nè. Anh à? em xin lỗi anh rất là nhiều. Okay. Em thấy anh đang làm việc lại tưởng là ở ban hậu cần. Hóa ra là anh Huy đấy à? Vâng ạ. May qua gặp được anh ở đây rồi, em đang có rất là nhiều điều thắc mắc muốn hỏi anh. Ngày mai thì chúng ta đang có rất là nhiều những cái chương trình trước mắt. Thì không biết được là anh có thể nói rõ là cụ thể những chương trình gì được không ạ? Thực ra cái này là đang bí mật. À thế ạ? Nhưng mà... Bật mí một chút xíu. Thôi để thực ra ngày mai á là hai cánh quân đã nhập lại chung với nhau. À vâng. Khoảng độ 1.000 thành viên lận. Vâng. Đây là lần đầu tiên Viettravel là tổ chức một cái đợt team building mà vâng. Hai đoàn nhập chung. Thì cái nội dung ngày mai á thì có buổi sáng á là mọi người sẽ ra ngoài ngay thành phố Nha Trang. Vâng. Ngay cái quảng trường tháng 4 biết rồi ạ. Vâng. Ngay chỗ đó thì sẽ có một cái chụp hình tập thể. Ở đây thì mình đã lên một cái kịch bản rồi. Vâng. Thì sau cái chụp hình đó là mình sẽ đi xuống bãi biển nhặt rác hưởng ứng cái chương trình vì môi trường sạch không xảy ra. Vâng. Và cái chương trình này trước đây thì Viettravel đã làm mấy năm rồi. Vâng. Lấy cái tên của nó là Green. Vâng. Buổi chiều thì khoảng độ 15:30 á. Vâng. Thì có một cái chương trình rất là vui. Vâng. Trong cái chương trình đó thì lấy cái tên là buôn có bạn bán có phường. À. Thì ngày mai anh ra ngoài anh à, rồi ạ. Chứ vâng. Bây giờ tôi diễn tả thì nó mất không thực ra là nghe thoáng qua thì cái tên thì em cũng đoán được một phần nào nội dung của chương trình đó rồi. Nhưng mà tối mai mới là bùng nổ. À tối mai ạ. À, hiện tại thì các ekip đã chuẩn bị hết rồi. À vâng. Thực ra kỳ này làm được này là để muốn làm cái cầu truyền trực tiếp. À vâng. Tại vì ngoài 1.000 nhân viên đã có mặt ngày mai có mặt đây à. Thì còn lại khoảng độ 500 hướng diễn viên, khoảng từ 3 đến 500 hướng viên. Vâng. Vẫn còn đang đi công tác ở trên tuyến đường. Thì qua đây mình cũng muốn truyền cái đường truyền tốt nhất để cho các bạn. Vâng. Là chương trình của mình là truyền hình trực tiếp đúng không anh? Đúng rồi, trực tiếp. À trực tiếp ở đâu anh? Ở trên YouTube. Cái trang của bên Viettravel. Như vậy là tất cả mọi người đều có thể trực tiếp xem được trên rồi, YouTube đúng, đúng không ạ? Vâng. Thì bên công ty thì có một cái bộ phận thì họ sẽ bắt đầu ngày mai đó, họ vâng. sẽ đưa cái thông tin đó lên. Rồi, ok ạ. Bây giờ thì nếu như anh có thể nói luôn cho em cũng như là mọi người đều biết là mình trực tiếp vào lúc mấy giờ được không ạ? Để có thể tiện theo dõi. Ở đây thì nó có rất nhiều thời gian, nhưng mà bắt đầu chính thức vào lúc 5:30. À, vâng. Là bắt đầu sẽ có một cái... mình không biết diễn tả như thế nào nữa. Vâng, nó, rồi nó, phải nói là lúc đó nếu các bạn có đứng đây thì bạn sẽ rợn da gà. À vâng. Đợt này thì chúng tôi sẽ có một cái kịch bản rất là hay. Nhưng mà tới giờ này chúng tôi vẫn giữ kín. Vâng. Vậy là buổi sáng buổi chiều chúng ta đã đều có hoạt động rồi, buổi tối cũng vậy, và là một cái buổi rất là quan trọng là gala dinner đúng không anh? Đúng rồi. Và trong cái gala dinner đấy thì anh có thể bật mí một chút xíu thôi là nó sẽ nội dung nó sẽ có những phần như thế nào không ạ? Trong cái gala dinner thì đợt này thì nó có cái hay nữa, có nghĩa là một cánh quân ra trước á, vâng. Họ chuẩn bị trước hết, vâng. Và họ có cái kết nối liên tục, phải nói là 24/24 vâng. với cái cánh quân đang chuẩn bị rồi ra, ạ. Và họ có những cái kịch bản để tối hôm đó bắt đầu họ mới trình diễn, vâng. Đó có những cái tiết mục của họ rất là đặc sắc. Hiện nay thì ban tổ chức thì có một vài người sẽ biết được cái một số cái nội dung của các tiết mục, vâng. Tại vì các đội vẫn đang giấu kín, đang trong vòng giấu kín. Nhưng mà một số đội thì họ cần những cái đạo cụ hoặc là những cái gì hỗ trợ thì ở đây thì mình biết ra mình vâng. có thể mình hướng dẫn thêm họ cho nó hay.
Vâng, như vậy là rất là nhiều điều mà Mạnh Dũng thắc mắc cũng như là tất cả các bạn đang thắc mắc thì anh Huy cũng đã giải đáp gần như là hết rồi đúng không ạ? Bởi vì là ngày mai chúng ta làm một cái timeline rất là dài như vậy từ sáng đến tận tối khuya. Chính vì vậy mà chắc chắn là không chỉ những thành viên ban tổ chức mà cả các thành viên của team nữa cũng khá là mệt. Và anh có muốn có một cái lời nào đó gửi gắm đến các bạn team building ngày mai không ạ? Thật sự năm lần tổ chức team building thì tôi được vinh dự nằm trong cái ban tổ chức. Rồi ạ. Và mỗi lần như vậy đều có một cái cảm xúc rất là đặc biệt. Vâng. Không thể nào tả được hết. Mặc dù cực nhưng mà cũng phải cố gắng. Rồi ạ. Vâng. Vậy thì có lẽ là bây giờ em sẽ không làm phiền công việc của anh nữa. Và... anh sorry em nha, anh đang phải làm gấp em cái việc này dạ, chứ vâng không ạ. Không kịp nữa chứ. Vâng ạ, không có gì ạ. Em cảm ơn anh rất là nhiều. Rồi, vâng ạ.